Alo, anh đây. À, em cho anh một cái mâm hải sản tối nay nhá. Những cái gì đắt nhất, ngon nhất em mang cho anh. Cho anh này, tôm hùm Alaska này, cua hoàng đế này, bào ngư vi cá mập, tối 7 giờ anh qua nhá. Ok. Đi em. Anh thế anh cần làm cái dịch vụ gì ạ? À, đánh này vào cho anh làm đẹp, spa lại sạch sẽ hết cho anh, đẹp đẽ cho anh. Tối anh đi chơi. Đấy, tiền nong đưa anh không thành vấn đề nhá, làm cái loại đắt nhất, tốt nhất, sạch nhất cho anh. Nóng cấp nhất. Đúng rồi. Nhất. Đúng rồi. Nhất. Đúng rồi. Anh qua anh lấy xe. Đây. Ra rửa xe đi, xe đúng bóng kìa. Ông ra rửa đi, ông đi làm, ông đi rửa đi đấy. Ông đi lấy làm gì đấy? Đang đi bên MV mà. Bê cái gì mà bê? Bê cái kia. Đây. Đi ra kia mà xe ăn. Đấy, bê cái kia. Đi ra rửa xe đi, xe thì tẩy đấy.